Thử thách kỳ này là một cô gái châu Á xinh đẹp và anh trai da đen móc tham gia sinh tồn nơi hoang dã, không thức ăn, không nước uống, không có quần áo. Đối mặt với thử thách sinh tồn nơi hoang dã, nếu vượt qua sẽ nhận được phần thưởng $100,000. Nam nữ khách mời của số này là những khán giả trung thành của chương trình. Khi biết mình được chọn tham gia chương trình, cả hai rất phấn khích. Mỗi khi Mark xem chương trình sinh tồn trên TV, anh nhìn người chơi nữ chằm chằm không chớp mắt. Mark coi mình là một người đang sinh tồn trong vùng hoang dã. Nhiều kỹ năng sinh tồn đã được anh tập thực hành ở nhà. Bạn bè xung quanh thường gọi anh là Mark Ngáo. Anh thích chơi tất cả các trò phiêu lưu mạo hiểm. Tham gia cuộc thi này là để thách thức giới hạn của bản thân. Khách nữ Jolie là một cô gái châu Á gốc Việt nhu mì nết na. Tham gia cuộc thi này là để thử thách sức mạnh ý chí bản thân. Ngoài ra, cô muốn trải nghiệm xem chuối Tây có khác chuối châu Á không, vì cả hai đều không có kinh nghiệm trong việc sinh tồn. Vậy nên trước thử thách, tổ chương trình đã tiến hành huấn luyện khẩn cấp cho hai người. Địa điểm thử thách lần này là bán đảo ở Panama. Đây là một hòn đảo thiên nhiên xinh đẹp, bé na trên cây, cá sấu dưới nước và những đàn cá trên biển. Cả hai không phải lo về chuyện ăn uống. Chẳng mấy chốc, hai người trần như nhộng gặp nhau trong rừng. Ngay khi Jolie gặp Mark, cô đã nở một nụ cười phớ lớ, nhưng Mark hằng mong đợi là nụ cười dọc của cô. Sau khi giới thiệu ngắn gọn, cả hai di chuyển ra bãi biển. Là nước lạ cái nên họ rất cẩn thận trong mỗi bước đi. Rắn độc tấn công nếu không chú ý. Sau 2 giờ đi bộ đã đến được bờ biển. Hai người đã kiệt sức, nhưng việc cấp thiết trước mắt là xây dựng một nơi trú ẩn. Jolie bất ngờ phát hiện ra rằng nguồn nước ở đây thực sự mặn. Cả hai chưa khát nên không vội vàng tìm nước vào lúc này. Trời tối cả hai chui vào trại trú ẩn. Bắt đầu trò chơi kình kịch mà mọi người đều thích chơi. Các cô gái châu Á muốn tham gia trò chơi này không? Jolie trải nghiệm trò chơi với Mark đêm qua xong. Cô nói súng ống của Mark thực sự bị hỏng. Dù súng ống đã hỏng nhưng sinh tồn vẫn phải tiếp tục để buổi tối được ngủ thoải mái hơn. Cả hai đã gia cố thêm cho trại trú ẩn. Sau khi xây dựng xong, hai người họ đã khát nước. Ở đây thứ trên đảo không thiếu là nước dừa. Sau khi Mark hái trái dừa, cả hai uống luôn mà không nói một lời. Nước dừa ngọt lịm làm tươi lại tấm thân khô héo của hai người. Thời tiết không thể đoán trước. Trong giây tiếp theo, cơn mưa lớn bất ngờ ập đến. Nhưng đó là một điều tốt cho cả hai. Họ thiếu nước ngọt, họ nhanh chóng tìm đồ để chứa nước mưa. Trận mưa lớn kéo dài 2 ngày đã trực tiếp giải quyết vấn đề nguồn nước của hai người. Nhưng vào ngày thứ 5, cả hai bắt đầu lo lắng về vấn đề lương thực. Để đạt được lượng calo càng nhanh càng tốt, Mark đã thử làm bẫy để bắt cá, nhưng hiệu quả không tốt lắm. Lúc này đói đến hoa cả mắt, anh rất muốn ăn một cái hamburger size XXX.com. Nhưng lúc này, cả hai phải giải quyết vấn đề lạnh giá buổi đêm. Mỗi đêm khi nghỉ ngơi, luôn khiến Jolie cảm thấy trống rỗng. Cảm giác trống rỗng này khiến cô rất khó chịu. Nỗi buồn này cô xin giấu kín, tình yêu này cô cất ở trong tim. Thời gian đến ngày thứ 6, bởi vì không bẫy được cá, cả hai phải vào rừng kiếm ăn với một đôi tông lảo. Vận khí của hai người khá tốt. Không lâu sau khi vào rừng, Jolie nhìn thấy rất nhiều con mồi bên bờ sông. Nhưng sau khi quan sát kỹ, thì đó là một con cá sấu. Để tránh bị ăn thịt, cả hai không còn cách nào khác đành tay trắng trở về. Một túp lều tranh 2 quả tim vàng. Đến tối, cả hai lại bị muỗi tấn công. Có nhiều muỗi đến nỗi chỉ cần khua tay là vớ được cả nắm. Những đêm mất ngủ khiến cả hai sống chậm lại. Liệu đây có phải là dấu chấm hết cho hành trình sinh tồn của cặp đôi? Một nam một nữ xa lạ cùng nhau sinh tồn nơi hoang dã 21 ngày. Tôi tin rằng có nhiều người không dám chấp nhận thử thách. Mark không tin đã chấp nhận thử thách. Anh nghĩ sẽ được cơm lo, bỏ cưỡi, nhưng đời không được như là mơ. Mark đi kiểm tra bẫy cá với hy vọng kiếm được thức ăn, vẫn không thấy có gì. Điều xui xẻo hơn nữa là giây tiếp theo, một vòi rồng đột nhiên xuất hiện trước mặt hai người họ. Một vòi rồng báo hiệu là mưa lớn đang đến. Chẳng bao lâu sau, gió mạnh đã kéo theo mây đen và mang theo mưa lớn. Cả hai về gia cố túp lều tranh, không sợ mưa bão sẽ thổi bay tổ ấm của họ. Trước một nơi thời tiết khắc nghiệt như vậy, cả hai thực sự đã cãi nhau. Jolie rất không hài lòng với việc Mark ra lệnh cho cô. Mark nói Jolie không có bất kỳ kỹ năng sinh tồn nào cả, và anh ấy đã làm hầu hết công việc một mình. Lời nói thẳng thắn của Mark đã trực tiếp khiến Jolie bật khóc. Cô khóc và nói rằng muốn bỏ cuộc. Cô giả vờ yếu đuối nhưng không có tác dụng trong mắt Mark. Mark nhìn không phản ứng gì cả. Jolie chỉ có thể tự an ủi mình. Thậm chí cô còn chủ động nhận lỗi với Mark để nhận tiền thưởng cuối cùng. Lúc này cả hai đều đã nhận ra và đồng ý bỏ qua cho nhau. Vì muốn có protein, Mark mạo hiểm ra biển. May mắn thay, lần này Mark đã thay đổi vận may của mình. Anh bắt được 2 con nhím biển nhỏ. Đây cũng là bữa ăn protein của cả hai sau nhiều ngày. Có thể nhím biển đã mang lại may mắn cho họ. Không lâu sau khi ăn nhím biển, Mark đã bắt được một con cua lớn khác. Với món cua lục này, cuối cùng cả hai sống sót cho đến lúc sơ tán, hoàn thành thử thách sinh tồn 21 ngày nơi hoang dã. Cả hai di chuyển đến điểm sơ tán của chương trình. Một chiếc Titanic đang đợi họ ngoài xa. Cả hai bắt đầu cuộc hành trình về nhà với số tiền thưởng $100,000 từ nhóm chương trình. Được rồi, tập hôm nay tới đây thôi. Nếu các bạn thấy hay, hãy ấn like và đăng ký kênh HDT Channel để ủng hộ kênh và đón xem các tập tiếp theo nha. Xin cảm ơn.